Dạ, em xin chào cô chú anh chị. Hôm nay nhà vườn Hương Đoàn em có lên một lô phôi giấy rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em thông qua số điện thoại 0939 421 599. Đầu tiên thì em giao lưu với cô chú anh chị mình phôi số 1 ha. Cây này là một cây cũ đặc nha cô chú anh chị. Mã số 1 thì nó có hoành cổ là 34, sổ đế thì 50. Mã số 1 một cây dáng bonsai mà cũ đặc em giao lưu là 700 bao ship nha cô chú anh chị. Mã số 1 700 bao ship ạ. Tiếp theo thì em lên mã số 2 nha. Mã số 2 thì cây này cây quái nha cô chú anh chị, quái sổ đế chân dài luôn. Mã số 2 thì nó có hoành cổ là 29, sổ đế là 60 nha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 270.000, một cây quái là 270 bao ship ạ. Mã số 2. Tiếp theo thì em lên mã số 3 nè. Mã số 3 thì cây này là cây bonsai đẹp nha cô chú anh chị, dáng bay luôn. Mã số 3 có hoành cổ là 22, sổ đế là 45. Một cây dáng bay chuẩn bonsai luôn. Cây này thì em giao lưu là 270.000 ạ, 270 bao ship cho mã số 3. Tiếp theo thì em lên mã số 4 ạ. Mã số 4, cây này là cây phôi đặc hơn cô chú anh chị. Mã số 4 thì có hoành cổ là 30, sổ đế là 43. Cây mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 330 bao ship, 330.000 bao ship luôn ạ. Tiếp theo thì em lên cây mã số 5. Mã số 5 là một cây dáng trực, cây này bự nha cô chú anh chị, dáng trực củ đặc luôn. Cây này giống như dấu chấm hỏi gì ha. Mã số 5 thì có hoành cổ là 28, sổ đế là 43. Cây này không có đo chiều cao nha. Cây này cao khoảng tầm là 70-80 đó. Cây này thì em giao lưu là 400. 400 bao ship cho mã số 5 nha cô chú anh chị. Tiếp theo mình là mã số 6 ạ. Mã số 6, cây này cây một rễ quái nha cô chú anh chị. Cây này làm bonsai cực chuẩn nè. Mã số 6 có hoành cổ là 26, sổ đế là 55 ha. Cây mã số 6 một cây một rễ bóng quái luôn. Cây này 400. 400 cho mã số 6 bao ship luôn ạ. Tiếp theo thì lên cây mã số 7 ạ. Mã số 7. Cây này cô chú anh chị nào thích bonsai thì mua cây số 7 cực chuẩn luôn nè. Mã số 7 nó có hoành cổ là 36 ạ. Sổ đế của con này thì là 57. Cây này thì em giao lưu là 400 bao ship. 400 bao ship cho mã số 7. Tiếp theo lên mã số 8. Mã số 8 thì cây này nó có hoành cổ là 25, sổ đế của cây này là 40, sổ đế lùng lực cho cô chú anh chị, đế đặc luôn. Cây này mua 240.000. Mã số 8 240.000 bao ship, một cây lùng lực bonsai. Tiếp theo lên mã số 9. Mã số 9 lâu lâu mới về cái dáng này nha cô chú anh chị, dáng này rất là đẹp luôn nè. Mã số 9 thì nó có hoành cổ là 32, sổ đế là 40, sổ đế lùng lực mà có cái tay lên ha. Cây này là ghép bao đẹp nha. Mã số 9 là 330.000, 330 bao ship cho mã số 9 ạ. Tiếp theo lên mã số 10. Mã số 10 thì cây đế đặc nha cô chú anh chị, đế đặc quẹo luôn, sạch đẹp không tì vết. Mã số 10 thì nó có hoành cổ là 34, sổ đế là 48. Cây mã số 10, cây này thì em giao luôn với cô chú anh chị mình là 500 bao ship cho mã số 10. Tiếp theo lên mã số 11. Mã số 11 một cây phôi to đẹp nè. Cây này nó có hoành cổ là 31, sổ đế là 55. Mã số 11, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị 240.000 thôi, 240.000 cô chú anh chị cho mã số 11. Tiếp theo lên mã số 12. Mã số 12, cây này một cây dáng trực đế đặc quẹo hết cô chú anh chị. Cái củ này là củ bình luôn nè. Mã số 12 có hoành cổ là 26, sổ đế 40, một cây củ bình. Cái hoành cổ nó không quan trọng rồi cô chú anh chị, chủ yếu là cái đế của nó nè, rất là bự hơn cái cổ nó. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị, cái này là 500 bao ship ạ. Mã số 12 500 bao ship, tay tán cũng đều luôn. Củ đẹp, tay tán đẹp, 500. Tiếp theo lên cây này là cây mã số 13 nha cô chú anh chị. Mã số 13 thì cái này sổ đế dài nè. Cái này thì có hoành cổ là 35, sổ đế là 50. Cái này một cây đế đặc mà em giao lưu rẻ luôn nha. Do cái này bị tét cái cành ở phía dưới đây nè, nên em giao lưu với cô chú anh chị một cây to bự mà có 300.000 à. Nó nằm ở dưới lường nên cũng không sao nguyên cô chú anh chị, 300 bao ship à. Đấy đẹp. Tiếp theo là mã số 14. Mã số 14 cũng là một cây một củ đặc luôn. Mã số 14 thì có hoành cổ là 30, sổ đế là 45 nguyên cô chú anh chị. Cây này là bao tay tán nhiều luôn ha. Củ đặc, cây hôm này thì em giao lưu là 408 bao ship ạ, 408. Tiếp theo thì em lên cây này cây phôi to nha cô chú anh chị, mã số 15. Mã số 15 thì có hoành cổ là 35, sổ đế của cây này thì là 50, sổ đế 50.
cây nệm dâu lưu là 400 400 bao xếp ạ. Tiếp theo lên cây này mã số 16. Cái cây này thì cây bonsai nhỏ thôi cô chú anh chị. Nó có bành cổ là 24 sổ đế là 40. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 108 nè, 108 bao xếp ạ. Tiếp theo lên mã số 17 ạ. Mã số 17 nha cô chú anh chị. Cây này to nha. Cây này thì có bành cổ là 30 sổ đế là 58. Một cây to đẹp. Em giao lưu cây này thì có 250 à. Trời ơi cây rẻ luôn cô chú anh chị. Có 250 bao xếp luôn. Tiếp theo lên cây một rễ ạ. Cây một rễ này có mã số là 18. Cây mã số 18 thì có bành cổ là 24 sổ đế là 65. Cây một rễ 330.000 cô chú anh chị. Cây này quái lắm nè, 330 bao xếp luôn. Tiếp theo lên mã số 19 nha cô chú. Mã số 19 thì cây này nó có hoành cổ là 27 sổ đế là 50. Cây này to, cây này thì giao lưu là 470.000 ạ, 470 bao ship cho mã số 19. Tiếp theo thì lên mã số 20 ạ. Mã số 20 thì cây này nó có hoành cổ là 27 sổ đế của con này thì là có 40 ạ. Mã số 20 của cô chú anh chị, cây này cũng cây cũ đặc đó nè. Cái này là 270 bao ship ạ, 270.000 bao ship luôn. Tiếp theo là mã số 21. Mã số 21 thì cái này hoành cổ cũng to lắm nè. Cái này thì nó có hoành cổ là 36 thôi cô chú anh chị. Con này thì hoành cổ 36, sau đó là 45. Con này em giao lưu là 550. 550 bao ship ạ. Tiếp theo là mã số 22. Mã số 22 thì cây này có bình cổ là 26, sổ đế là 40 ha. Cây này cây củ bình nha cô chú anh chị. Cái bình của nó quấn lại thành một cục luôn, không có một khe hở luôn. Cây này rất là đẹp luôn. Cây này là 400 ạ. Một cây dáng trực củ bình 400 bao ship cho con này nha cô chú anh chị. Giờ lấy cái bình nó không có đủ lời nha cô chú. Tiếp theo một con hình thú à. Cây này thì mã số là 23. Mã số 23 thì cây này nó có bình cổ là 31, sổ đế là 40. Một cây hình thú. Cái con này có cái tai cành đẹp nha cô chú anh chị. Mình cũng đẹp đó. Cây này thì em giao lưu là 550 bao ship ạ. 550 bao ship cho mã số 23. Tiếp theo là mã số 24. Mã số 24 thì cây này rất là to luôn nha cô chú anh chị. To mà giá lại yêu thương á. Mã số 24 thì có bình cổ là 38, sổ đế là 50 ha. Cây to bự chà bá luôn. Có 350 nha cô chú anh chị. 350 bao ship cho con này luôn. Rất là to luôn. Tiếp theo là mã số 25. Mã số 25 thì cây này nó có hoành cổ là 28, sổ đế là 45. Một cây cũng tông quái ha. Cây này em giao lưu là 300 bao ship cho con này. 300 bao ship cho mã số 25 này của chúng chị. Tiếp theo là mã số là 26. 26 là một cây tông trực nè ha. Tông trực mã tông này nó rất là dài luôn nha cô chú anh chị. Mã số 26 thì nó có hoành cổ là 27, sổ đế 60. Cây này 280 bao ship ạ, cho mã số 26. Tiếp theo lên mã số 27. Mã số 27 cây này tương tự như một rễ nha cô chú anh chị. Mà cây này dán bay nè, tại vì nó có rễ phụ, mình thích thì mình để, không thích mình cắt nha. Mã số 27 có hoành cổ là 30, sổ đế là 60, một cây một rễ. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị con này là 420 đi, 420 bao ship nha cô chú anh chị. Tiếp theo lên mã số 28. Mã số 28 thì tông này tông lùng lực nè. Nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 40 à. Sổ đế 40 lùng lực thiệt nha cô chú anh chị. Mã số 28 thì con này em giao lưu là 330 bao ship ạ. Một cây cổ đặc có 330.000. Tiếp theo là mã số 29. Mã số 29 thì cây này nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 58. Một con bự to nha cô chú anh chị. Con này giá cực kỳ yêu thương luôn ha. Cây này có 400.000 à. 400 bao ship cho mã số 29. To bự luôn. Tiếp theo là mã số 30. Mã số 30 của chú anh chị. Mã số 30 thì cây này cây bonsai nha. Nó có bình cổ là 26, sổ đế là 45. Mã số 30 thì cây này tông quái mà bonsai 220.000 cho mã số 30, 220 bao ship cho mã số 30 cũng là mã số clip. Em xin cảm ơn cô chú anh chị theo dõi và em xin chào ạ.